Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, hôm nay Trà Ngọc muốn nói về một vấn đề, đó là ngày trước á, cách đây 4 tháng thôi, không có lâu đâu. Ở thời điểm mà Ngọc mỗi lần đi mua đồ á là sẽ rất là stress. Tại vì sao? Tại vì mình bước vào một cái shop mà ở đó toàn những cái bộ đồ không phải là size của mình, không vừa một bộ nào hết. Và đặc biệt là những cái bộ đồ đó Ngọc chọn á, thường á, cả cái tủ đồ luôn, trong vòng 2 năm chỉ toàn là những màu đen và màu tối thôi mọi người, không có nhiều sự lựa chọn. Tại vì á, mình sẽ nghĩ là mình đang bị thừa cân và mình không muốn diện những cái bộ đồ bông hoa để mà nhìn nó nhiều khuyết điểm quá. Mình chọn màu tối, mình chọn màu đen. Và cuộc sống của mình nó cũng như vậy luôn mọi người. Trong cái thời điểm đó thì những cái áp lực, những cái stress nó chỉ tập trung dồn vào cái chuyện cân nặng thôi. Và hiện tại thì Ngọc tương đối đã lấy lại được vóc dáng của mình, cũng như là đã giảm cân thành công. Cho nên mọi người nhìn đi, ngày hôm nay Ngọc diện một cái đầm này, mọi người nhìn thấy không? Không còn lựa màu đen nữa, mình lựa hẳn những cái màu gọi là sáng hơn chút xíu. Ok, có thể là cái đầm này không tôn dáng, nhưng mà dáng mình sẽ tôn ngược lại cái đầm này. Tại sao? Tại vì mình chọn nó thì mình sẽ tự tin, bởi vì ngày hôm nay mình đã ốm hẳn 30kg rồi mọi người. Và đặc biệt là hôm nay Ngọc muốn chia sẻ với mọi người bí quyết giảm cân của Trà Ngọc. Đây mọi người ơi, người bạn dễ thương này đây. Đây, cái này là màu phong thủy của Ngọc luôn nha, làm như hạt hay sao á trời. Mọi người nhìn thấy không? Trà giảm cân vị đào. Từ ngày mà sử dụng á thì Ngọc cảm thấy là bản thân thay đổi rất là nhiều. Lúc trước Ngọc cũng là có lên kế hoạch giảm cân, nhưng mà lúc đó chỉ tập luyện ăn uống thôi. Và khi biết đến sản phẩm này thì Ngọc quyết định chọn. Tại vì Ngọc thấy là ở trên đây người ta có ghi là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trà thảo dược vị đào. Thì Ngọc tin tưởng đây là một sản phẩm an toàn tuyệt đối. Và trải qua thời gian sử dụng thì Ngọc thấy nó hiệu quả thiệt nha. Tuy là không giảm quá nhiều, quá nhanh, và thực sự Ngọc không cần điều đó luôn. Tại vì Ngọc hiểu được là trong quá trình giảm cân, chúng ta phải có đủ sự kiên nhẫn, chúng ta phải có đủ những cái gọi là thông tin, cũng giống như là những cái phương pháp để giảm từ từ xuống. Chứ chúng ta không thể nào đòi hỏi cái sự giảm cân nó đến quá nhanh. Tại vì cái gì cũng vậy hết, chúng ta mập nhanh, chúng ta ốm nhanh, rồi thì chúng ta sẽ mập lại. Tại sao? Tại vì cơ thể mình không kịp thích nghi. Còn đối với cái loại trà này thì Ngọc nghĩ là mọi người hãy thử tìm hiểu đi, tại vì nó rất là tốt. Mình không giảm nhanh nhưng mà mình sẽ ăn chắc mặc bền, mình đi từ từ nhưng mà mình giảm được. Mọi người nhìn thấy nhân chứng sống ngày hôm nay Trà Ngọc đã có thể diện những cái bộ đầm này. Đây mọi người nhìn thấy không? Eo yết đàng hoàng rõ ràng không? Tay chân nè, rất là thon gọn luôn. Và mình cũng tự tin với cái vóc dáng hiện tại này nữa. Mọi người ơi, Ngọc nghĩ là ai đang quan tâm tới tủ đồ nhà mình cũng giống như là cân nặng của các bạn, thì các bạn hãy để lại comment bên dưới để chúng ta cùng dùng thử sản phẩm này. Và Ngọc tin chắc là các bạn sẽ thành công. Cố lên!